Di Suối Nghệ. Khu này họ đang sắp bàn giao nhà. Nhà đây thì đã có chủ hết rồi. Giá nhà đã tăng so với giá của công ty. Ở phía trước là đường số 1, đường trung tâm của khu công nghiệp Suối Nghệ. Hiện tại ở đây là có 6 lốc như thế này. Đứng ngược ánh sáng tí xíu, ngược nắng nhìn cho nó mơ mơ. Nhà khu dân cư Tú Phước, Sona Đề Di, khu công nghiệp Suối Nghệ, Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hướng đối diện là sân gôn. Sân gôn này có tiền vô đánh được rồi nhé. Khu sân gôn Suối Nghệ đã chơi được rồi nhé. Đây là văn phòng của công ty Sona Đề Di. Đây, đây văn phòng. Trong chiếc ô tô đen rồi mới đi ra. Đây là cũng khu của Sona Đề Di Suối Nghệ, khu dân cư mà họ đang xây dựng. Hôm nay rảnh mình chạy ngang đây ghé mình quay lại một tí xíu này, hôm sau mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem nha. Chào mọi người nhé. Ai có nhu cầu mà mua bán ký gửi khu đất ở dưới này thì alo cho mình.